Dạ, cho con hỏi là nếu mình vẫn nói sự thật nhưng nhằm đánh lạc hướng người nghe về một vấn đề khác thì có phạm giới nói dối không? À, xin thưa là không phạm giới nói dối ha. À, ngày hôm trước sư đã nói rồi, như trường hợp Đức Phật đánh lạc hướng vua Pasenadi khi mà hỏi về trường hợp bà Mallika đó, thì Đức Phật không hề nói dối. Cho nên là trường hợp này thì không phạm giới nói dối.